cho các bạn đại lý phụ kiện xin cùng các bạn đánh giá nhanh các sản phẩm, đó là adapter Bluetooth dùng cho loa và âm ly 4.1 của hãng Ugreen. Sản phẩm có tích hợp pin, sản phẩm thiết kế rất nhỏ gọn bằng một bao diêm, có kích thước là 54x54 và 13.7mm. Sản phẩm hỗ trợ pin 3.7V 200mAh có thể dùng liên tục trong vòng 8 giờ. Hỗ trợ cổng cấp nguồn micro USB và cổng đầu ra 3.5. Khoảng cách kết nối lên đến 10m của thiết bị Bluetooth Ugreen giúp cho khách hàng có thể khoảng cách kết nối ở rất thoải mái ở trong gia đình. Với chuẩn 4.1 USB Bluetooth Ugreen mã 30444 rất được ưa chuộng hiện nay. Với chất lượng âm thanh stereo, có công tắc tắt mở on off ở lối giữa. Các bạn nhấn vào thì hoàn toàn có thể thay đổi chế độ. Sản phẩm có tần số 22Hz đến 22kHz. Các bạn ấn vào thì sẽ kích hoạt Bluetooth và hoàn toàn có thể kết nối với các dòng máy tính bảng, tablet cũng như là laptop, điện thoại sử dụng chuẩn Bluetooth, kết nối vô cùng đơn giản. Cổng ra audio 3.5. Nếu các bạn muốn chuyển sang âm đi, các bạn cứ dùng chuyển đổi từ 3.5 sang AV hoa sen. Kết nối âm thanh cực nhạy, không rè, ổn định. Mọi chi tiết thông số của sản phẩm các bạn theo dõi ở link bên dưới và hãy comment cho chúng tôi nếu các bạn đã trải nghiệm sản phẩm ở bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.